thầy kể về cuộc đời của thầy người có cái đặc tướng kỳ lạ khi mà sóng gió chân như thầy mới thấy được đệ tử của thầy quá giờ tức là tu tự tu mình không được chỉ có một người tự tu đó là đức phật và cái người tự tu đó là thầy cái sức của mấy con không đủ như thầy như phật không thể nào được là những người có cái đặc tướng kỳ lạ thầy thường nói mấy con thầy ngồi thầy nhiếp tâm trong 30 phút không niệm còn mấy con bây giờ một phút mà còn có niệm thì các con thấy cái đặc tướng của thầy lạ lùng. Và cái đặc tướng của thầy cái lạ nữa là từ khi sinh ra thích ăn một bữa, không ăn ba, bốn bữa, cho nên đến chùa nào cũng vậy muốn ăn ngày một bữa, nó là ý thích ăn ngày một bữa mà không muốn ăn. Ăn nó thấy nó cực khổ quá nhai nuốt nó cực cứ nghĩ sao mà cứ phải ăn như thế này, ăn chi cho nó cực như thế này, mà tuổi thì còn trẻ, đi học, đi dạy học mà trong khi đó thì nó cũng vẫn thích. Chứ lẽ ra cái tuổi trẻ mà đang cái tuổi thanh niên thì ăn uống nó phải ăn nhiều chứ, nó thích vui chứ, cho nên vì vậy mà nó không thích ăn, nó chỉ ăn ngày một bữa. Mà mỗi lần ăn, nhai nuốt sao nó cực quá, nó không muốn ăn đó là cái bản chất của thầy nó tự nó đã có như vậy rồi cho nên đến chùa nào mà ăn ngày hai ba bữa là thầy ở ít hôm là thầy đi và khi mà xuống thành phố ở chùa khánh quang và giác ngộ trong khi mà đấu tranh thầy qua chùa giác ngộ thầy ở thì lúc bấy giờ thầy ăn ngày một bữa ở đó thầy tập coi như tập chứ không phải thầy tránh chúng họ ăn mấy bữa thì họ ăn riêng thầy ăn ngày một bữa rồi thầy thôi thầy không có ăn thêm cho nên thầy ở riêng một cái phòng bởi vì mình là một thầy giáo đi dạy học mà cho nên thầy có một cái phòng riêng của thầy ở trong chùa cho nên thầy tự túc thầy mua cơm thầy ăn cho nên vì vậy mà thầy ăn có một bữa mà thôi còn riêng mấy thầy họ ăn ba bốn bữa ăn gì thì ăn thậm chí như có những buổi chiều các thầy dạy ở trong trường đó rủ nhau đi ăn cơm chay nhưng mà thầy vẫn không đi thì các con biết là trong cái cuộc đời của thầy nó có những cái đặc biệt học thì học cũng hết mình mà tu thì tu cũng hết sức nó có cái lạ cái chỗ đó mặc dù là hễ cái pháp nào mà dạy thì tu cũng hết mình với cái pháp đó mà tu không được thì bỏ cứ bỏ mà thôi chẳng hạn đầu tiên khi mà thầy xuất ra còn tuổi trẻ mới có 8, 9 tuổi thì thầy học ưng phú đạo chàng tức là tụng, niệm, cúng bái, dôi đầu, trống, tất cả những cái này thầy dành lắm mấy con. Nghĩa là một ông thầy cũng làm như thế nào thì thầy cũng làm bài bản như họ được hết, không có cái nào mà thầy không dành. Rồi trong khi đó thầy được những cái người như ông bác, ông thân của thầy dạy cho thầy học thuốc thang thường thường là ở trong chùa họ hay biến cái ông thầy chùa thành ông thầy thuốc thầy học thầy thuốc thầy rất giỏi bắt mạch coi mạch rất giỏi và đồng thời được ông thân thầy truyền mật tông dạy bùa chú và đồng thời thầy cũng rất giỏi thầy cũng rất giỏi về mật tông bùa chú do vậy cái gì thầy cũng thông cho nên bây giờ những cái gì mà thầy nói ra là cái bản thân của thầy đã trực tiếp trên cái nghề đó trên cái học đó thầy biết rất rõ, cho nên thầy nói rất thật. Bùa, chú cái gì thầy cũng giỏi hết. Và lại, ở tại đây nó có cái chùa và cũng là cái thiên địa hội của một số người làm chính trị ở đây. Toàn là những võ sĩ ở đây. Thầy nói cho mấy con biết. Ở cái khu vực này là cái khu vực mà thiên địa hội lúc mà ông an ninh ông thành lập cái thiên địa hội mà chống lại Pháp đó, thì ở đây là những cái người mà giỏi, họ về đây họ chú họ trốn ở trong cái chú này bho làm cái công việc đó thì trong đó có ông thân của thầy cho nên thầy cũng tiếp thu được những võ nghệ của các vị này nữa nghĩa là cái may của cuộc đời thầy nó đã được học tất cả mọi cái ngành nghề của cuộc đời cái học võ nghệ các con biết cái nhà này người ta bay qua như thường mấy con người ta đứng ở bên đây dậm chân người ta bay qua khỏi cần chống cây. Đó là cái sức như vậy là người ta học tu đó, người ta học tập luyện gì đó. Các con thấy, những cái gì mà cuộc đời này làm như thầy có cái duyên, thầy đi tu xuất gia, 8 tuổi thầy xuất gia vô chùa, thầy ở chung với mấy ông thầy chùa, nguyên là cái thứ kêu là đầu to không à, chứ không phải đầu nhỏ. Nghĩa là cái hạng mà đầu bự không à họ đi làm những cái việc mà vì vậy thầy chịu ảnh hưởng rất lớn bùa chú cũng giỏi gãi nghệ cũng giỏi rồi thuốc thang cũng giỏi này mà tới cuối cùng thầy bỏ sạch hết mấy con cứ ngỡ tưởng cái thân của thầy như thế này mà thầy bay qua cái nhà như thế này được mấy con biết tập cực khổ lắm nhưng tại sao thầy ham chứ thấy mấy bác mấy chú mấy quý thầy cũng làm được thầy cũng bắt trước thầy làm mấy con biết Tập luyện như vậy đào một cái lỗ bên đây một cái lỗ, bên kia một cái lỗ. Ở dưới này mới nhảy lên, cho mình rớt qua một cái lỗ bên kia. Cứ tập nhảy, đeo một cát nhảy, đeo cát nhảy. Chừng bỏ cát cái mình đứng ở dưới cái hang mà ở dưới cái lỗ vậy, mà mình dựng mình nhảy lên được, thì mình đứng ở trên mặt đất mình nhảy nó dễ dàng lắm mấy con. Cho nên tập mà bay qua cái nhà mình, phi hành trên cái nhà của mình. Bay qua đó thì đứng ở dưới đất mà bay qua, bay qua bên đây rớt một cách tự nhiên chứ không có. Người ta tập luyện chứ đâu phải, con biết công phu lắm chứ, mà thầy lại công phu được. Làm những cái gì thầy làm cũng được hết cho nên thầy luyện tập. Cho nên, đến khi tu các con biết không, thầy cũng quyết tâm lắm, khó khăn cách gì thầy cũng làm được hết khổ hạnh cách gì thầy cũng làm được hết. Thậm chí các con cứ nghĩ đi, một người mà ăn rau mà sống mà thầy ăn rau sống thì mấy con biết. Thầy biết rằng cái cơ thể của mấy con ăn rau chỉ một bữa thì mấy con chết luôn, nó mệt, nó làm cho đủ thứ. Còn cái cơ thể của thầy nó có cái nghị lực như thế nào trong đó, sự thật ra nó không đơn giản đâu. Thầy nói thật sự mấy con cứ tập thử xem nó không dễ đâu nhưng mà thầy tập được hết coi con người thầy nó có sự đặc biệt đặc biệt như vậy cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết cho nên khi mà hầu hết một số người hướng dẫn thầy thầy cứ tu nhiếp nhiếp vô trong cái chuyện mà cứ ngồi thiền nhập định qua cái kiến giải hiểu họ không có hiểu cái ý của thầy cuối cùng họ tu không được họ phải bỏ cho nên thầy ít có nói về vấn đề thầy lắm nhưng mà vì cái vấn đề mà thật sự cho mấy con biết vì nói đặc tướng của thầy thì nó là cái người dường như là có duyên. Thầy tới 16, 17 tuổi thầy chưa biết đọc chữ Việt. Mấy con cứ nghĩ 16, 17 tuổi chưa biết đọc tiếng Việt mà chữ Hán thì thầy giỏi lắm. Tại vì những người mà dạy thầy hầu hết là họ chữ Hán không à những người đó họ cũng biết chữ việt chứ không phải không nhưng mà ông thân của thầy với ông bác của thầy họ là những người hán học cho nên họ kèm thầy họ dạy thầy chữ hán thầy đọc báo đọc sách thầy viết chữ hán rất giỏi thầy làm thơ văn chữ hán rất hay chứ không phải không nhưng khi mà thầy đưa đứa em của thầy đi học thầy mới hỏi ông thầy cỡ tuổi của em bây giờ là 16 tuổi như vậy còn học chữ Việt được không? Thì ông thầy nói được, nhưng mà em đến nhà thầy, thầy dạy chứ em học chung với mấy đứa nhỏ này thì em làm sao mà học theo kịp được. Thì thầy đến thầy học riêng ở trong nhà mà, trong khi thầy học như vậy thì cái thời gian có 6 tháng. Thì cái ông thầy ông đưa thầy vào cái lớp ông đang dạy cái lớp 3, coi như là thầy bỏ lớp, đẩy lớp. Lớp 1, lớp 2 thầy bỏ, thầy nhờ 6 tháng trong nhà ông ấy. 6 tháng thầy học trong nhà ông đưa vô lớp 3. Một năm học mà ông đưa vào nửa năm thầy học lớp 3 được. Coi như là thầy thông minh đến cái mức độ đó. Rồi do đó mà thầy lên cái tiểu học, thầy lên cách nhau mà thầy đứng đầu lớp hết. Thầy đứng đầu lớp thầy lãnh thưởng. Coi như là thầy học giỏi nhất lớp. Nhưng mà có cái lớn con chứ không, bởi vì nó 16 tuổi phải lớn con. Cho nên, cái vấn đề mà đặc tướng của thầy nó kỳ lạ, cái học cũng thông minh, nên thầy tập trung thầy gom vô để học đại học. Rồi thầy đủ duyên, trong chiến tranh thì nó không có được ở tại cái nơi đây, vì nơi đây nó không có bình yên đâu, thì thầy lại được đi về thành phố mấy con. Thầy về thành phố thầy ở trong chùa Ấn Quang rồi đến chùa Giác Ngộ. Bởi vì ấn quang nay có cuộc đấu tranh trong cái thời đó. Phật giáo đấu tranh, thầy muốn yên thân hơn để học tập, thầy qua bên chùa Giác Ngộ, thầy ở bên đó. Rồi thầy ở bên Giác Ngộ, thầy được yên ổn mà thầy học tập. Cuối cùng thì ông thân thầy mất, thầy vừa đi học, thầy vừa đi dạy học ở trong chùa Bồ Đề. Rồi ông thân thầy mất, thầy mới về thầy nuôi ông thân. Thầy nói nếu một cái người chết như thế này mà cái linh hồn nó ở trên trời, thầy muốn đi tìm cái linh hồn của ông thân thầy, thầy mới bỏ hết. Trong khi chuẩn bị trong giáo hội Việt Nam thống nhất bấy giờ, Hòa Thượng Thiện Hòa chuẩn bị cho thầy học bổng, cách thức để mà đi sang ngoại quốc lập luận án tiến sĩ Phật học để về làm việc cho giáo hội. Bởi vì thấy thầy con người thông minh lắm, cho nên giáo hội cũng rất thương để trợ giúp cho thầy thì trong khi đó, thầy thấy cái chết của ông thân thầy, thầy về thầy nói với hòa thượng thiện hòa, con không đi học nữa đâu, con phải đi tù thôi. Xin hòa thượng giới thiệu một vị thiền sư nào, bởi vì lúc bấy giờ đó đọc thiền luận của Suzuki thấy thiền luận là ngon quá rồi, không còn gì. Cho nên vì vậy mà thầy xin hòa thượng thiện hòa giới thiệu cho một vị thiền sư theo tu thiền để mà thầy tìm coi cái linh hồn ông thân thầy chỗ nào. Cái mục đích của thầy là thầy thương ông thân thầy lắm, cho nên thầy quyết định đi tu để tìm, cũng làm như cái duyên nó tới lúc. Cho nên, Hòa Thượng Thiện Hòa mới viết một bức thư gửi cho thầy Hòa Thượng Thanh Tử. Bởi vì lúc bây giờ Hòa Thượng Thanh Tử là một thiền sư nổi tiếng đó. Do đó Hòa Thượng Thiện Hòa gửi cho thầy đến Hòa Thượng Thanh Tử. Thầy vào Hòa Thượng Thanh Tử tu học 3 tháng hạ năm đó, sau 3 tháng hạ thầy thấy ở đó ăn uống nó không có hợp với thầy, cho nên thầy đi với hai vị khất sĩ ở bên khất sĩ đệ tử của cái sư đàm gì ở dưới Cần Thơ đó. Do đó thầy đi theo hai vị đó, thầy nghĩ rằng bên khất sĩ ăn ngày một bữa. Nhưng mà thầy đến đó thầy thấy nó cũng chưa hẳn hoàn toàn, cho nên thầy mới bỏ lên hòn sơn mà thầy tu. Cho nên thầy mới có ở hòn sơn mà thầy tu pháp của thầy thanh tử mà thầy thấy từ ngày ăn ba, bốn bữa, thầy không đồng ý, thầy không chấp nhận điều đó cho nên thầy bỏ đi. Chứ không thầy ở chỗ thầy thanh từ cũng lâu lắm rồi, nhưng mà điều kiện không được. Thầy thấy con người mình không hợp, không hợp cái ăn. Còn cái pháp thầy thấy có thể tu được, cho nên thầy mài miệt đến 9 năm. Nhưng mà lên hòn sơn có 9 tháng, gần một năm mà thầy nhớ mẹ thầy lắm. Mà trước khi mà ở chân không thì cô út lên thăm, nói mẹ thầy mong đợi thầy lắm, cho nên nói thì nói chứ, lúc bấy giờ thầy ham tu thầy cũng không quan tâm lắm đâu. Do vậy cái tiếng nói đó mà thầy lên hòn sơn sống một mình nó mới nhớ mẹ, cái ai kiết xử nó nổi dậy nó nhớ mẹ quá. Bây giờ mình có mẹ, bây giờ còn có mẹ, đâu còn ai nữa mà mình bỏ mình đi thì sao. Cho nên vì vậy mà nhớ cô út nói mẹ nhớ, cho nên thầy trở về chẳng bàng liền tức khắc. Thầy nói, thôi tốt hơn mình núp dưới bóng mẹ rồi mình tu, để mình không nhớ nữa. Mà đúng vậy, thầy về thầy không nhớ mẹ thầy nữa mà thầy yên tu. Thầy cất cái thất ở bên, mẹ thầy nấu cơm cho thầy ăn cho nên thầy nỗ lực thầy tu cuối cùng thầy chứng đạo cho nên cái cuộc đời của thầy nó kỳ lạ lắm nó lạ lùng lắm cái sự tu tập của thầy nhất tâm của thầy thì nó lên chân không không có người nào mà hơn thầy được mà thầy lại thích sống độc cư tức là bạn bè thích nói chuyện này kia chứ riêng thầy thầy không thích khi mà mỗi buổi vô trong thiền đường tu tập mà ra rồi mà không có nhiệm vụ không có thì thầy tìm cái nơi nào yên tĩnh trên núi nhất, thầy ngồi một mình thầy, thầy tu. Thầy ngồi thầy tu, thầy chơi chứ thầy không có chơi gì, cho nên thầy biết cái bản chất độc cư của thầy nó có từ hồi nào chứ không phải có bây giờ. Do đó, thầy biết nếu mà thầy thành tựu là nhờ độc cư. Vì vậy ai hỏi tu thiền định là gì, thì thầy nói độc cư là bí quyết thiền định. Hồi đó thầy hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy độc cư rất là hay mấy con, do đó thầy triển khai cái pháp độc cư. 42 bài kệ độc cư sống như con Tây ngưu ngột sừng đó là cũng của Phật. Và đồng thời những cái bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự độc cư. Cho nên, thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hạnh độc cư trọn vẹn. Vì con đường này chỉ có độc cư mà thôi. Độc cư, độc bộ, độc hành, chúng ta không còn quen thân ai nữa hết. Chúng ta hãy cố gắng, cố gắng giữ chọn độc cư. Thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ chọn độc cư thì mấy con sẽ thành tựu, sẽ thành tựu tốt đẹp. Bài ghi chép pháp âm lớp tranh kiến, trưởng lão thích thông lạc giạc.